Một lần nữa xin được chúc mừng đội của thủ lĩnh Hồng Thanh. Và hãy đưa ra đối thủ tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ, Hồng Thanh ơi, không còn sự lựa chọn nào khác. Thật ra bên đội của anh Cương bị loại em rất là tiếc. Bởi vì ngày xưa lúc mà em mới tốt nghiệp xong á, anh Cương là người mà giống như là giúp đỡ cho em rất là nhiều. Mà bây giờ em đứng đây mà em loại đội anh Cương, em thấy em cảm thấy nó sao sao á. Nhưng mà bây giờ em còn một cái quyền nữa, là cái quyền đó là quyền cấm. Mà nếu như mà em cấm đội của bên Kiều Ngân thì là hết cái để hát rồi. Bây giờ em cấm anh Tiết Cương đứng coi luôn. Cấm anh Tiết Cương đứng coi luôn. Coi luôn. Ok, anh tôn trọng em, anh sẽ không đứng coi nữa. Đúng. Anh sẽ ngồi coi. Trời ơi, đàn anh là phải vậy. Anh thấy chưa? Thấy chưa? Thanh nói là ngày xưa tốt nghiệp anh Cương giúp đỡ hả, này nọ đàn anh giúp đỡ, nâng đỡ đàn em. Bây giờ cấm ngược lại đàn anh. Cái này là gọi sao? Nè, là tôi đưa cho bạn ăn chén cháo nè. Rồi bạn ăn chén cháo đi. Rồi hết chén cháo nè. Đá cái bát luôn. Đó, dạ. Anh Quyên, chị Dạ ơi, thật ra cấm anh Cương đứng coi là bởi vì em sợ anh mỏi chân, cho nên là ảnh ngồi coi như vậy em mới cảm thấy hài lòng. Đúng rồi. Thanh nó đúng á, Thanh nó thương anh sợ anh già cả đứng lâu mỏi chân. Và bây giờ Kiều Ngân, bạn sẽ là người đưa ra bài hát tiếp theo. Xin mời bạn. Bài hát tiếp theo sẽ là sở trường của đấu sĩ còn lại của đội Kiều Ngân. Đó là ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Wow. Phần thi đấu của đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Kiều Ngân sử dụng quyền át chủ bài, xin mời. Đó chính là quyền ẩn. Sử dụng át chủ bài ẩn, thủ lĩnh được gọi một ca sĩ thực lực bí ẩn hát thế cho đấu sĩ của mình. Thiên bất dung nhan. Đáng lẽ là Hồng Thanh được sử dụng quyền cấm của mình rồi, nhưng mà quyền cấm Hồng Thanh đã sử dụng với anh Tiết Cương, cho nên là bây giờ Hồng Thanh không được sử dụng quyền nào cả. Dạ, cho chưa. Mấy món mấy cái át chủ bài là không được xài lung tung nha Cương ơi. Người ta chặn phe ra. Và bây giờ xin mời ca sĩ át chủ bài thuộc đội của thủ lĩnh Kiều Ngân xuất hiện. Xin mời. Cảm ơn ca sĩ Vân Anh đến với đấu trường nhạc. Và ngay bây giờ